Dạ kính bạch thầy, con đang tìm hiểu được Phật pháp nên không có nắm vững, xin phép được thầy chỉ dẫn. Là con nghe nói là trong pháp môn Tịnh Độ, nếu người cư sĩ mà niệm Phật được tới nhất tâm bất loạn, hoặc là trước khi lâm chung mà niệm được mười niệm Đức Phật A Di Đà, thì được Đức Phật A Di Đà cử thánh chúng đến rước về khỏi Tịnh Độ. Thì điều này có thể mình tin tưởng được không, có gì chứng minh được không, và người Phật tử có thể mà đạt được hai điều này hay không? Còn những người mà không đạt được thì chết đi về đâu? Dạ con xin hết. Câu hỏi này là mối quan tâm của phần lớn các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông. Để trả lời câu nói đó thì tôi nhắc lại hai hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh A Di Đà, còn được gọi là tinh đó là Cực Lạc Ngắn, và kinh Vô Lượng Thọ còn được gọi là kinh Cực Lạc Dài. Thì trong bài kinh Vô Lượng Thọ đó, một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng là: nếu ai niệm trì danh hiệu của tôi nhất tâm bất loạn đến 10 niệm mà tôi không độ người đó về cõi cực lạc thì tôi không thành Phật. Chúng ta nên nhớ đây là lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, tiền thân rất xa của Đức Phật A Di Đà, chứ đó không phải là lời phát nguyện của Phật A Di Đà nha. Hai cái này nó khác nhau lắm mà. Cũng giống như là một học sinh đi, giống như cháu này đang học lớp 1, thì cháu mới phát nguyện là nếu sau này là tôi làm cô giáo, tôi cho miễn hết thi cử, với ai cần là nhớ tưởng đến tôi là cho đậu hết. Nhưng mà khi mà cháu bé này lên làm giáo sư đó, cháu bé này không thể làm như thế được. Cháu bé này phải theo cái luật giáo dục, đó là ai muốn thi đậu phải học bài, làm bài phải đúng, thì nó có những cái thang điểm để cho điểm để mà tính đậu thôi. Dầu không ai kiểm duyệt mình cái đó, nhưng lương tâm của nhà giáo, người ta phải làm cái công bằng xã hội như thế thôi. Tỳ kheo Pháp Tạng cũng như vậy. Khi còn tu nhân thì lúc đó là chủ yếu phát tâm về lòng từ bi, hướng tâm về người khác, có tâm vô ngã lòng vị tha, muốn giúp hết tất cả mọi người. Ai quan tâm đến mình, niệm mình 10 niệm là được giảng sinh thôi. Nhưng khi trở thành Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà phải độ sinh đúng theo quy tắc của các đức Phật, luật của các đức Phật. Luật của Phật là gì? Tôi xin dẫn chứng ở kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói muốn được giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ phải gồm có 5 điều kiện. Điều kiện thứ 5 là nhất tâm bất loạn, nó tương đương với lại cái kinh Vô Lượng Thọ. 4 điều kiện còn lại chúng ta phải bổ túc. Thứ nhất, đầy đủ căn lành lớn, tức là đã kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Thứ hai, đầy đủ công đức lớn, tức là tham gia làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và vĩ mô, đi chùa, ăn chay, niệm Phật, lại Phật, sám hối, chỉ là các căn lành bình thường thôi, chứ không phải là căn lành lớn nha. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, dẫn dắt, khích lệ, khuyến cáo, hỗ trợ cho nhiều người cùng tu. Giống như là tại Hoa Kỳ này có hàng trăm các đạo tràng của các gia đình Phật tử, hoặc là như cái cách của nhà hàng Sài Gòn Kitchen này làm, đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Quý vị thử đánh giá coi, ngoài những cái đạo tràng đó mình đã làm được như vậy chưa? Và mình có đi dẫn dắt một năm 2-3 người cho đến 10 người theo đạo Phật chưa? Nếu chưa có thì chưa có nhân duyên tốt lớn, còn thiếu phải bổ túc. Thứ tư, pháp âm lớn. Và kinh A Di Đà mô tả gì? Khi nghe tiếng gió thoảng, thông reo, suối chảy, bay bay, chim hót líu lo, quý vị nghĩ rằng đây là những điều kiện tạo ra tứ thánh đế, bát chánh đạo, 7 bồ đề phần. Nói theo nghĩa bóng là gì? Sử dụng dữ liệu hiện thực để xây dựng Tịnh Độ hiện tiền. Tức là không có chối bỏ cuộc sống này, phải tận dụng dữ liệu cuộc sống này để xây dựng Tịnh Độ, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì tôi tin rằng là khi một người nào đó
đạt được 4 điều: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, thì người đó đã trở thành thánh rồi. Mà thánh á, thì ở chỗ đâu? Ở chỗ đó chính là cực lạc. Tâm của người đó là cực lạc rồi. Cho nên á, nếu quý vị muốn giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, nên làm theo kinh A Di Đà. Kinh đó nói khi mà Phật A Di Đà đã thành Phật. Còn kinh Vô Lượng Thọ nói 48 lời nguyện của tiền thân Phật A Di Đà, chứ không phải của Phật A Di Đà. Giống như khi thầy Nhật Từ còn là cư sĩ, có đủ lời phát nguyện hết. Và khi thầy Nhật Từ trở thành một tăng sĩ, thầy Nhật Từ không thể độ sinh theo phát nguyện được, mà phải độ sinh bằng trí tuệ. Đức Phật độ sinh bằng trí tuệ, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai cũng đều độ sinh bằng trí tuệ. Do đó khi quý vị hỏi là niệm Phật dứt tâm bất loạn không, có giảng sanh Tây Phương không, tôi trả lời là không, vì tôi dựa vào kinh A Di Đà. Còn nếu quý vị dựa vào kinh Quán Vô Lượng Thọ, quý vị nên nhớ đó là lời của Tỳ Kheo Pháp Tạng, chứ không phải của Đức Phật A Di Đà. Do vậy nếu ai chỉ mới dừng lại ở dưới tâm bất loạn, tôi đề nghị quý vị chưa muộn để bổ túc căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn và pháp âm lớn. Bằng cách đó, việc giảng sanh Tây Phương của quý vị là nó nằm chắc chắn 100% trong tầm tay của quý vị thôi. Cái đó do mình tự làm và do mình tự được. Trong trường hợp nếu như chưa hội đủ được 5 điều nêu trên, quý vị chỉ đơn thuần có nhớ tâm bất loạn không, thì quý vị phải tái sanh theo nghiệp định. Tái sanh theo nghiệp được Đức Phật là nói trong kinh Na Tiên đó ha. Cũng giống như một cái cây, tôi xin ví dụ đây là một cái cây đi, đang nghiêng về phía bên tay phải. Nếu quý vị dùng một cái dụng cụ cắt ngang qua cái cây này, cây này sẽ ngã về phía tay phải. Nếu cây này nó đang nghiêng về phía tay trái, quý vị cắt ngang nó ngã về tay trái. Cũng tương tự như thế, thầy Na Tiên đã kết luận ở trong đời rằng tất cả mọi hạnh nghiệp, dù là nghiệp chung hay nghiệp riêng, được chúng ta tạo dựng trong đời sẽ trở thành đó là một cái nguồn động lực thúc đẩy sự tái sanh của chúng ta vào trong cảnh giới rất là tương đương. Không có ai can thiệp vào như là một vai trò trung gian để sắp xếp. Nhân quả sẽ quyết định cái việc đó. Nếu có một người nào đó sắp xếp, cái đó có thể bị lũng đoạn, có thể bị tham nhũng, có thể bị sai sót, có thể không chính xác. Còn luật nhân quả tự sắp xếp, đâu đâu vào đấy hết quý vị, không có sai sót được. Cho nên chúng ta đừng có mừng hụt và đừng có sợ sệt rằng là chưa đủ là tái sanh vào những cái cảnh giới xấu, không có đâu. Quý vị chỉ cần giữ 5 điều đạo đức căn bản thôi đã đủ tiêu chuẩn để tái sanh tiếp tục làm con người rồi. Và làm con người ở trong các gia đình Phật tử thì quý vị phải tu thêm một vài điều là đạo đức khác nữa, thì chắc chắn là sanh ra từ nhỏ đã gặp Phật, lớn lên đó quý vị tham gia các Phật sự trở thành một Phật tử điển mẫu, và ngoài ra quý vị có thể trở thành là Phật tử như một con chim đầu đàn, lãnh đạo đạo tràng, lãnh đạo nhóm tu. Chúng ta sẽ giúp đỡ cho các bạn đồng tu của mình đó được tu tốt. Thì đó là cái tiến trình nhân quả, nó quyết định cảnh giới tái sanh hết, chứ không phải là do ước muốn của chúng ta hay ước muốn của bất kỳ một Phật nào. Cái đó nhân quả quyết định hết. Chúng ta phải nhớ điều này để không nên tu một cách sơ sài, mà phải tu nghiêm túc, tu trọn vẹn, tu đầy đủ để chắc chắn nắm thành quả trong tầm tay.